chào, mình tên là Huỳnh Gia Ưng. Sắp tới mình có học chuyên ngành Medicine tại Brighton, UK. Lý do mình chọn trường Brighton and Success Medical School tại vì trường nằm trong top 8 trường y ở UK. Và khi mình học ở UK thì mình có cơ hội đi thực tập sớm hoặc mình có thể đi làm ngoài giờ học. Cũng như mọi nước khác thì UK cũng có nhiều cơ hội để học sinh có thể nhận được học bổng. Để nhận được học bổng thì thường học sinh sẽ cần phải trải qua một bài viết SOP và cũng như một buổi phỏng vấn nhẹ. Lý do mình chọn ngành y sinh trước khi mình bước vào trường y là tại vì những kiến thức mà mình học được ở trường khi mà mình khóa học y sinh thì nó sẽ bổ trợ kiến thức cho những gì mình sắp học ở trường y sau này. Quá trình làm hồ sơ của mình thì nó hơi phức tạp so với những ngành khác. Tại vì đối với trường y thì mình phải trải qua một buổi phỏng vấn cũng như một bài viết SOP. Đó là hai yếu tố rất là cần thiết khi mà nộp vào trường y. Và về phỏng vấn visa thì nó quá là dễ. Đối với mình, nhờ với sự giúp đỡ của Clean Study thì họ đã chuẩn bị trước cho mình những câu hỏi để mình có thể tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc phỏng vấn với một cái tâm lý ổn định. Đối với mình, việc du học nó không quá gì xa lạ. Tại vì trước mình có đi du học ở Singapore. Thì bây giờ điều mình cần chuẩn bị, mình nghĩ là tâm lý xa nhà, xa quê hương. Cũng như lúc mà mình qua UK thì mình đã để cho mình khoảng thời gian là 10 ngày để chuẩn bị làm quen với một môi trường mới. Ví dụ như đi xe bus, đi tàu ngầm như thế nào. Đấy là những điều mà mình đã phải tìm hiểu trước khi đến với UK. Đã biết qua King Study nhờ một bài đăng Facebook. Mình đã tham gia vài nhóm Facebook liên quan tới những bạn ở UK. Thì qua những bạn đó đã đăng một cái bài là ai mà muốn đi UK thì hãy liên lạc công ty này vì họ rất là uy tín. Nên là mình đã nghe theo và mình đã liên hệ với fanpage. Em rất là muốn cảm ơn chị Oanh cũng như là những bạn đã giúp đỡ mình trên hành trình chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị đến với UK. Em biết chị Oanh đã phải trả lời rất là nhiều câu hỏi từ em. Và em rất là quý chị ở điểm đấy, chị đã luôn nhiệt tình giúp đỡ em để trả lời những cái thắc mắc của em khi mà em có. Em cảm ơn chị, yêu chị. Có các bạn nào không ở Hà Nội hoặc có thể ở nước ngoài đi chăng nữa thì bạn không cần lo ngại khi mà liên hệ với King Study vì các bạn ấy rất là nhiệt tình, giống như các bạn ấy đã nhiệt tình trả lời tin nhắn của mình khi mình có bất kỳ thắc mắc nào lúc mà mình ở miền Nam, mình ở Sài Gòn. King Study cùng bạn chinh phục thế giới.